Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ demo máy dép RAM LS2208. Lúc mà mình kết nối vào, mình cắm USB vào, lúc mà máy mới á, thì các bạn sẽ enter cho nó trong cuốn sổ này. Rồi, máy đã nhận enter, thì mình quét như bình thường thôi. Vậy là xong. Cảm ơn các bạn đã xem video.